đây. Đã lâu lắm rồi mình không có ra video ở trên cái kênh này. Và ngày hôm nay bọn mình đã quay trở lại và sẽ ra video thường xuyên hơn với một tựa game vô cùng hot mà các bạn đã yêu cầu bọn mình chơi rất là nhiều. Đó chính là Blockfruit. Ok, và trước khi vào video nhớ ấn like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Và đây là lần đầu tiên tụi mình chơi tựa game này nên là các bạn đừng có chửi tụi mình ngu. Và có gì không biết thì các bạn bình luận dưới để cho tụi mình biết nhá. Đấy, okay, tập sau tụi mình sẽ làm. Rồi, các bạn vào game luôn. Rồi, đây là game, trông có vẻ rất là ngầu. Và trong game này có hai phe, đó là hải quân và hải tặc. Và mình sẽ chọn làm hải tặc đi. Đúng rồi, mình cũng đồng ý với việc chọn làm hải tặc. Bởi vì người ta thường nói là kẻ tàn ác thường sống thành thơ mà. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn hải tặc các bạn ơi. Wow, mình có thành đây à? Và sao chả có áo quần gì, trông trần như nhộng này. Đây, có áo màu xanh đây. Ghê đấy. Cung phu bị ngu à? Anh cũng vào test thử một hai cái ở đây rồi. Đây. Đứa nào đây? Đấm kiểu gì nhỉ? Đầu cắt môi đấy. Bụng đấm nhau đấy. Tuổi. Ui, không, nó còn di chuyển xuyên qua xuyên lại cơ. Chiu. Ui, anh có thể chạy nhanh được à? Đúng rồi. Ui, đấm nhau đấy. Anh mới học võ để làm hải tặc thấy ngầu chưa? Được đấy. Đấy. Wow, được của nó đấy. Mình sẽ ra chỗ cái ông giao nhiệm vụ kia xem có nhiệm vụ gì mình sẽ làm theo nhiệm vụ thì phải. Hãy chọn một nhiệm vụ băng cướp. Đánh bại 5 băng cướp à? Để nhận được 350 đô và 300 kinh nghiệm. Đã nhận nhiệm vụ. Rồi bây giờ sẽ ra đấm 5 cái thằng bandit này. Đã. À, chưa đấm nó đấm mình rồi các bạn ạ. Trời ơi, mình phải trang bị võ để mình phải ấn số 1 các bạn hiểu không? Hình như ở trong nhiệm vụ bọn này khỏe hơn hay sao ấy nhỉ? Hay là ở trong nhiệm vụ anh đánh ngu hơn? Đấy, đấm cho dụng huyết đồng luôn. Wow, anh có hào quang màu hồng ạ. Cái đấy là gì ạ? Thăng cấp 7, em lên cấp 7 đâu ạ? Ôi, thế bình thường anh cấp 0, cấp 1 lên cấp 7 là nhanh rồi. Không, anh sẽ vào đây test, anh được cấp 6, vừa mới được lên cấp 7 thôi. Đấy, trời ạ. Tí. Đấm đó, 4 trên 5 rồi, còn 1 thắng rồi, bê của Thành. Ê, cái thằng đầu cắt môi loi choi này. Yeah. Đầu gai chứ. Đầu hơi gai nha. Tuổi. Đầu hơi bết. Hoàn thành nhiệm vụ, mình sẽ đến cái chỗ ông kia để lấy phần thưởng. Hình như mình nhận luôn rồi. Nhận luôn phần thưởng các bạn. Xem có nhiệm vụ gì khác ở chỗ này không. Ông này có mỗi cái nhiệm vụ đấy thôi các bạn ạ. Như kiểu nhiệm vụ tân binh ấy. Bây giờ mình sẽ đi tìm chỗ khác. Có một ông già kìa đứng ở đây. Hello ông già cô đơn. À đâu, ông này không cô đơn lắm, đằng kia một dãy người luôn. À, nghĩa là ông này ông cho mình xét để mình hồi sinh ở đây. Nghĩa là mình sẽ được hồi sinh, nếu mà mình bị chết mình sẽ hồi sinh ở đây. Kiếm kìa. Từ từ vào cửa hàng đấy. Tôi tìm kiếm trái Blox trên mọi miền thế giới. Một khi đã tìm được tôi đặt bán và chờ bạn mua. Nếu không bạn có thể thử đi tìm một trái trên khắp các đại dương. Ồ, mua ở đây sẽ chỉ cho bạn một năng lực mà trái đó sở hữu. Mua một trái Blox mới sẽ trực tiếp thay thế cho trái bạn đang dùng. Mua một trái với Robux sẽ cho phép bạn đổi nó ở đây với bất kỳ lúc nào. Rồi xem. Chúng ta sẽ có nhiều trái Blox các bạn ạ. Nó giống như trái ác quỷ ở trong cái game hoạt hình One Piece. Ui sao hình như là kiểu mọi người mua nhiều hết hàng rồi á. Có mấy cái trái trọng lượng ấy chắc là nặng đúng không? Mà tận 5.000 tiền, mình mới có hơn 1.000 tiền thôi. Thế thì mình phải đi nhiệm vụ, làm nhiệm vụ để kiếm thêm tiền các bạn ạ. Ở đây cửa hàng. Mua kiếm đi, em muốn mua kiếm. Shop này bán kiếm các bạn ơi. Quá đỉnh. Xin chào, tôi bán kiếm cho những người mới bắt đầu. Với sức mạnh và kỹ năng bằng nhau, bạn sẽ chọn cái nào? Mình sẽ kiếm katana cho nó hoành tráng. Katana. Chà, mua được, giá có 1.000 thôi, mua được. Yeah, vậy là mình đã có thanh kiếm đầu tiên trong Blockfruit. Nhìn trông phèn quá các bạn ơi. Phèn thật. Biết thế mua cái đao kia, kiểu gì đao chả to hơn kiếm. Ở đây có bản đồ của những hòn đảo các bạn ạ. Mình sẽ sang cái đảo thấp này đi. Có rừng cây, chắc là sang đấy kìa, cái đảo đang xa kìa. Xin rằng đấy là không có thuyền à? Thì phải bơi à? Cửa hàng mua thuyền đây. Tiền không có rồi mua cả thuyền. Xem thuyền có đắt không? Ô, có xuồng miễn phí kìa. Xuồng miễn phí? Mua. Nhầm. Xin. Ăn xin. Mới lần đầu mới làm hải tặc đi ra biển phải ăn xin các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ lái thuyền ra cái hòn đảo kia. Hòn đảo cây ấy đúng không? Ghê phết nhỉ, kỹ năng phết nhỉ. Xem cửa hàng bán cái gì nào. Thợ tàu. À. Vẫn là thợ tàu thôi.
Đây bây giờ mình phải lưu ở cái chỗ này, nếu mà mình làm nhiệm vụ mà mình bị chết queo thì mình được hồi sinh ở đây, không là mình sẽ quay lại cái hòn đảo lúc nãy đấy. Ờ đúng. Thông minh lắm. Bên này tỉnh phết nhở. Mình phải tỉnh chứ. Ôi trời tối luôn rồi các bạn ơi. Ấy khỉ này. Level 14, mình mới level 8 cũng đánh được chúng ta. Khỉ level cao hơn Bạch Quỷ Thành nữa. Ờ bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ ở đây, khỉ đi. Khỉ level 10 thôi. Bạn cần phải đạt cấp 10 để làm nhiệm vụ. Ôi rồi. Bây giờ Bạch Quỷ Thành còn không đủ điều kiện để đạt để làm nhiệm vụ luôn á. Để ra đánh á xem nào. Đánh ở đâu rồi? Khỉ. Được rồi. Cấp 9 đánh. 9 thôi. Nói chung là mình sẽ phải đi tiêu diệt con khỉ này là mình lên được cấp 10 rồi. Không mình sẽ nhận được cái nhiệm vụ đấy. Đúng rồi. Hay quá. Anh cung phu giỏi mà ốc. Đánh thì ít mà tạo dáng thì nhiều. 2000 years later. Uầy, sau một hồi luyện võ công rất là tích cực, mình lên được cấp 15 mà mình chưa đi nhận nhiệm vụ đây. Bây giờ anh sẽ cho ốc và các bạn xem nhá. Đấy. Nhưng mà anh làm hỏng kiếm rồi. Ờ không sao cả, đây anh dụ hẳn hai con đấy anh đánh nhá. Uầy. Ai à? Người à? Ghê ghê đấy. Ôi đi vào lòng đất đi các bạn. Một đứa gục. Đứa đấy tuổi luôn. Thấy chưa? Thôi lên nhận nhiệm vụ đi. Rồi bây giờ mình sẽ nhận nhiệm vụ nha các bạn. Thực ra bây giờ mình đã hơn cấp 10 rồi mà mình đánh lên cấp 15 rồi các bạn ạ. Thế thì mình phải chơi hẳn khỉ không, đột đi. Mình vẫn phải làm nhiệm vụ đơn giản này trước để mình nhận tiền và nhận được kinh nghiệm kìa. Một con này. Ra đây dụng một bầy vào đánh cho sướng. Rồi ghê chưa? Ghê chưa? Mình sẽ dùng kỹ năng chạy nhanh vào đấm nó. Để nó không đấm được vào mình nhiều các bạn ạ. Hay quá. Tuyệt vời. Tuổi. Cục phu bị gù. Mấy con rồi? 3 con rồi. Còn 3 con nữa. Đúng. Hay quá. Hay quá. Mới đầu mình vào cấp 10 nó hành mình các bạn ạ. Bây giờ mình cái cấp 15 này hành nó luôn. Mình cấp 16 rồi. Người sẽ phải chết. À nó đấm mình các bạn ạ, mình gáy một tí mà đấm mình luôn. Hình như là anh có đang dư cái gì đấy, sao mình có thể nâng cấp được cái tốc độ hay là cái năng lượng của mình á. Từ từ vào xem nâng cấp được cái gì không. Mình đang có điểm kỹ năng là 45 và bây giờ mình sẽ cộng một cái gì ốc? Phòng thủ à? Ờ, phòng thủ và mình sẽ cộng cận chiến nữa bởi vì là mình thường đánh gần, mình không có cái vũ khí cái đánh xa. Rồi, phòng xong thủ, rồi. Phòng thủ thêm tí nữa đi. Các bạn bây giờ đánh một con khỉ xem nào, xem có một phát chết luôn không? Ờ đúng rồi, nhanh hơn thật các bạn. Khỉ danh con, bây giờ tuổi. Nhiệm vụ hoàn thành. Em muốn đi đánh vua khỉ bên Thành ơi. Ok, mình bây giờ mình phải đẳng cấp đánh vua khỉ đấy. Vua khỉ liều tiêu. Bạn mình kinh rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lên nhận nhiệm vụ. Mình đánh một phát đánh vua khỉ luôn được không? Từ đánh khỉ đột, khỉ rồi bây giờ đánh khỉ đột đã. Ờ, khỉ đột. Khỉ đột ở đâu nhỉ? Khỉ đột 8 con gore. Rồi, khỉ đột ở đâu? Mình có vật phẩm kiếm. Katana trang bị luôn. Đâu, khỉ đột đâu? Đâu, khỉ đột đâu? Đấy rồi. Đây, khỉ đột. Khỉ đột các bạn ơi. Nó level 20. Thì sao? Mình level 18 đánh được. Trời ơi, combo 2 con luôn hả? Ờ, phải đánh 2 con nó mới đẳng cấp. Ui, mặt mấy con khỉ á. Khỉ đít đỏ. Mấy con khỉ đít đỏ. Một con, tuổi. Mình sắp lên level rồi Thành ơi. Rồi đấy. Máu bây giờ lên 155 rồi. Hay quá. Wow. Lên cấp 19 rồi, 19 hay quá. 19 rồi, thì mấy con khỉ này tuổi gì luôn, nhanh. Hay quá. Đánh hẳn 3 con ốc ạ. Chấp luôn. Ủa kinh đấy, kinh đấy. Ua. Ui sắp chết. Mau. Đi thỉnh đoàn luôn. Ờ, hồi tầm 7, ok 70 đánh được đấy. Một con nữa. Hay quá. Ui rồi đánh trượt các bạn ơi. Không phải đâu, anh múa đấy. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Khinh thường kẻ địch và cái kết. Chỉ số xem nào. Kiếm. Rồi, kiếm rồi. Quá mạnh luôn. Rồi. Chém này phát chết. Ôi trời ơi. Chúng mày quá mạnh quá, mạnh quá. Hai chúng con nữa. Mày hãm hại đại vương. Tìm thêm hai con đâu? À đây, một con đây. Đấm hồ. Một trường đấy nó là chết, còn một con nữa chúng ta sẽ xong nhiệm vụ này ạ. Đấy ạ, thấy trình độ chưa ạ? Của người mới chơi nhưng mà hơi đẳng cấp đấy. Hôm sau cho em chơi. Ok, lên okay. Cấp 22 luôn rồi. Thế thì bây giờ mấy con khỉ tuổi gì? Nhưng mình phải về nhận nhiệm vụ, mình đánh cái thằng vua khỉ kia thấy chưa? Bây giờ phải bơi về bên kia nhận nhiệm vụ đã. Ở đây không có chỗ nào giao nhiệm vụ nhỉ? Ừ, phải về bên đảo chính của okay. Nó hiểu không? Nào nhận nhiệm vụ rồi các bạn ơi. Hay quá. Vua khỉ. Vua khỉ đột.
Ôi này, nhận được 9.500 kinh nghiệm nếu như mà tiêu diệt được vua khỉ luôn. Ui, được đấy. Và bây giờ anh sẽ cộng thêm mấy cái chỉ số này vào điểm phòng thủ. Cho nó khỏe tí các bạn ạ. Ồ, ok. Rồi đấy. Vua khỉ mà, nó đấm chắc đau. Level 25. Thường thôi. Vua khỉ. Ây ồ. Cú đấm sấm sét à. Vua khỉ sao không đấm mình mà đấm xuống đất. Nó bị đấm. Chắc đấy tuyệt kỹ của nó đấy. À. Ui, nó khống chế mình lại các bạn ạ. Ui chà. Ui, nửa cây máu luôn. Cứu tôi. Khỉ ơi là khỉ, vua khỉ ngã. Siếc khỉ. Đây là siếc khỉ chứ vua khỉ các bạn. Đánh đi. Ở đây là cái điểm yếu của nó, thấy không? Nó có thể làm mình chậm lại nhưng mà nó không làm gì được mình. Đấy, đánh nó. Dậy chết à. Hay quá. Người dậy chết đúng không? Ấy giờ thấy giờ nó làm mình nó chậm. Thụ xuống đất á. Tuyệt chiêu lướt. Lướt toàn lướt cái gì? Máu toàn 100, máu dưới 100 rồi. Chết rồi Bình Thành ơi, anh sắp chết. Ui, Bình Thành ơi. Ôi trời ơi, khỉ kinh quá. Đấm vỡ mồm rồi các bạn. Sắp hiệu rồi, Bình Thành cô. Ui, khỉ điện. Ui, nhanh, chém nó. Ui, hay quá. Ui, nó vẫn chưa chết các bạn ơi. Yeah, đã giết được vua khỉ rồi. Giết vua khỉ một phát lên hẳn cấp 25 luôn. Tám khỉ tí các bạn ơi. Đây, nhìn lãng kích này. Đâu? Ui nào. Ai bảo không kỹ năng nhìn lãng kích nhá. Đâu. À, đợi tí hồi. Đâu. Lãng kích đâu. Lãng kích chọc cây à? Đừng có khi chiều đây. Lãng kích chọc cây các bạn. Phá nốt hai con này rồi mình sẽ về xem có nhiệm vụ gì nữa không các bạn. Không thì mình sẽ sang đảo khác. Ui, đồ ăn hại. Thôi đi về cho nhanh. Rồi, quay lại chiếc thuyền của mình. Ê, mua thuyền mới đi. Sang cửa hàng xem có thuyền mới không? Nhỉ. Mình giờ có tiền phải không? Mình là người có tiền nó khác. Ngồi trên cái thuyền này không giống hải. Không phải giống hải tặc mà là ăn xin tặc. Đúng. Ăn xin thì đúng rồi. Giờ mình mua thuyền buồm. Đúng rồi. Hay quá, nhìn nó phải thế nó mới đẳng cấp hiểu không? Thế nó mới giống hải tặc. Rồi đấy. Rồi lái thuyền buồm đi sang bên cái đảo. Nhiều nhà kia. Đảo nhiều nhà đi. Để rồi chỗ này để neo đậu thuyền này các bạn. Rồi mình sẽ neo đậu thuyền của mình ở đây. Đây là thị trấn trung tâm của đại dương nha. Ồ, trong này có gì không? Đây là thị trấn mà. Em nghĩ nó sẽ có kiểu trường học này, rồi là bệnh viện kiểu đấy. Hello, các cháu ơi, ra đây xem hải tặc này. Từ mình sẽ lưu địa điểm ở đây các bạn. Ok. Và mình sẽ kiểm tra. Biết trong này có kho báu nhỉ? Ui, kho báu. Đâu? Kho báu. Ui, kho báu. Kho báu. Mở ra. 337 tiền. Ngon đấy. Ở đây có những cái dán cái poster gì đây này. Vua hải tặc. Gì đây? Ui. Truy nã bên Quỳnh Thành. Có 44 đô. Hơi phẻ. Hải tặc quen. Đợi đấy, sẽ có một ngày ta sẽ có 1 triệu Belly ở đây. Rồi các bạn ơi, có vẻ như ở đây không có cái gì cả. Và cái tập này nó cũng khá là dài rồi. Tụi mình sẽ dừng và tụi mình sẽ làm tập 2 vào video ngày hôm sau. Các okay. Bạn nhớ là hướng dẫn bình luận cho mình những cái chỗ kho báu. Biết rồi, thấy rồi. Bình luận cho mình những cái đảo tiếp theo mình nên đi nhá. Chứ mình vào nhầm những cái đảo là mà có quái vật hoặc những cái đảo mà không có gì á. Thì cũng hơi chán. Những con quái nó mạnh quá thì tụi mình không làm gì được đâu. Đây, có kho báu này. Ok, mình đã nhận được 274 tiền. Và các bạn hãy nhớ ấn like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo nha. Hãy nhớ nha. Đúng rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Rồi, mình mới được cấp 17 các bạn ạ. Mình sẽ cố đánh lên cấp 1 2000. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi.